Việt Nam mình hay nói kiêng kiêng chứ Mỹ đâu kiêng gì đâu. Kiêng gì, ăn cho khỏe mà. Ăn không có sức chứ, không có sức mới chết á. Quê đi ạ. Ôi tút ta. Không cá đi ạ. Giải cá. Cảm ơn nha. Rồi, bye bác, cảm ơn bác.